Giờ cô Ngọc Lan sẽ đến với hashtag đầu tiên là của Hoàng Khải, đó là áp lực trường chuyên. Ngày nào mẹ không bắt con học? Con bắt đầu phải học nhiều, bỏ thời gian quá nhiều trong cái việc học từ khi nào? Dạ, từ lúc lên lớp 5. Ngoài cái trường chính quy của con học thì con còn học ở đâu nữa? Dạ, học online với thầy học thêm. Nhưng mà lý do tại sao lên tới lớp 5 thì mẹ mới bắt đầu sắp xếp cái lịch trình học cho con nhiều như vậy? Dạ, tại vì muốn con vô trường có ba con, trường Trần Đại Nghĩa. Nhưng mà con có thích điều đó không? Cũng có thích. Nếu mà con thích thì làm sao nó có thể trở thành áp lực của con được? Học nhiều quá cô. Con muốn được đi chơi thể thao như các bạn luyện thi vào trường chuyên. Mẹ sắp xếp quá nhiều cái lịch học cho con như vậy, con có cảm thấy mệt không? Dạ khó. Thực ra cái lịch học nó tăng lên như vậy là mẹ muốn hay con muốn? Mẹ muốn và bé cũng muốn. Con đã từng nói gì để mẹ tin rằng đó cũng là con muốn? Điển hình đó là sự cố gắng của bé vừa rồi. Bé là đại diện trường đi thi học sinh giỏi. Dù bé học mệt đi nhưng mà bé vẫn cố gắng ngồi với mẹ tới 10 giờ, 11 giờ. Thế là mẹ không thừa nhận rằng điều con nói là tâm tư của con? Có những cái là tâm tư của con. Nhưng mà mình hãy đừng nhận định ngay cái câu nói đó. Tại vì mình thấy là ở cái lứa tuổi này, những cái câu nói của bé nó chỉ là phiếm diện một chiều. Vậy thì nếu như một ngày mà con mời mẹ ngồi xuống, con cần họp với mẹ và con nói cho mẹ nghe điều này, thì mẹ nghĩ là vấn đề lúc đó nó mới nghiêm trọng? Ở con em thì em đang cần muốn bé phải làm như vậy á. Tại vì ở bé còn rất ngây thơ và rất năng động. Và với một đứa trẻ ngây thơ thì một câu nói như vậy là tất cả những gì nó nghĩ rồi. Chứ mẹ cần nó ra một cái văn bản hành chính thì mẹ mới nghĩ đó là tiếng nói thật lòng. Đôi khi mình thể thấy được cái lời nói đó và bé có đồng hành với mình hay không. Nếu bé chống cự rồi và bé không đồng hành với mình, bé có nghĩa là bé thấy ở cái việc đó con không làm, bé chống đối. Thì ở đây thì đi trị liệu tâm lý đó. Là lúc đó là đi trị liệu tâm lý rồi đó. Nói thiệt cho con đang nghe thử là bản thân con có thích cái câu chuyện là cái lịch học nó quá dày như vậy hay không? Dạ không. Còn Minh Châu thì sao? Cái áp lực của con nhất là cái lúc mà luyện thi vào Trần Trần Đại Nghĩa, con học được một chút này thì con lại quên cái kia. Con dạ là phim điện ảnh đêm tối rực rỡ. Con quên nhai con mất rồi, nhưng mà trong phim rồi con mặc nguyên cái đầm trắng đó chú. Với lại là phim Hạnh Phúc Máu, con đóng vai hồi nhỏ, con đóng vai hồi tưởng thôi nên là ít phần đoạn. Dạ. Dạ thì bữa đó con xin thầy nghỉ. Xong thì con lên con bù bài lại, có bài nào không thấy con không hiểu thì con sẽ hỏi lại bạn. Nếu bạn giảng con vẫn không hiểu thì con sẽ hỏi lại thầy. Dạ. Với lại con cũng có học thêm nên là con cũng không có sợ cho lắm. Dạ. Thường bà, ai là cái người khuyến khích con nhiều nhất như đi vô đi học, rồi ai sẽ là người chở đi làm phim, rồi ai sẽ là người chở con đi, rồi cách theo cho con đi vào cái trường này học? Dạ, người mà động viên con học nhiều nhất đó chính là mẹ, ba mẹ luôn, trong gia đình con luôn. Nhưng mà mẹ con chở con đi quay phim nhiều hơn, mẹ con luôn là người đồng hành với con. Mặc dù mẹ con đi theo con, nhưng con phải là người chăm sóc lại mẹ. Chưa thấy người không? Chưa thấy người. Dạ, dạ. Tại vì mẹ con chưa, mẹ con ngồi chỗ à. Con quay xong đúng rồi, mẹ con nói Hân ơi mẹ khát nước, là con phải đi lấy nước cho mẹ uống. Ủa, nhưng mà chú thấy thường thường đa phần các bé mà đi làm phim sớm dạ, sẽ có những cái cần những cái giao tiếp rồi dạ, mình cũng không có thời gian mình đi chơi với bạn bè hay nào nhiều. Dạ. Nó có làm cho cuộc sống của con thay đổi hay không? Và con có nghĩ là ba mẹ cho con đi như vậy á thì tất nhiên mình phải vui rồi. Dạ. Có những cái lúc mình có cảm thấy là mình không ổn hay là con thấy không vui? Không, con thấy con ổn. Con vẫn cân bằng được cái việc đó nên là con thấy con ổn, con không có gì bất ổn cả. Ừ. Dạ. Bản thân là con, nhưng mà con khi mà con đi vậy thì giao tiếp bạn bè là như thế nào? Dạ thì con vẫn giao tiếp với mấy bạn bình thường, con vẫn hoạt động chơi với mấy bạn. Dạo này bị ế số chú nên là chơi với mấy bạn cũng nhiều. Dạ, để bù lại cho mấy bạn những năm trước. Dạ.